Trời lạnh quá, em đói quá, em lạnh quá, em chỉ có được một que diêm để sưởi ấm mà thôi. Trời ơi là trời à. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một series Minecraft của mình mang tên Vua Rồng. Ta-da! Yeah! Ok, trời ơi lạnh quá. Trời ơi bạn ơi, mình lạnh quá, mình lạnh quá. Trời, mình đang bị mất máu bạn ơi. Oh no no, mình đang bị mất máu do mình bị quá lạnh hả bạn. Mình phải chạy đi thôi, trời ơi lạnh quá, lạnh quá. Oh no, oh no. Mình phải kiếm chỗ nào đó nó đỡ lạnh hơn một tí. Không được rồi, không được rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Chỗ này nước đóng băng hết rồi bạn ơi. No, phải kiếm chỗ nào đó nó ấm áp tí để mình sưởi ấm mới được. 1 hour later. Hai, cuối cùng thì tuyết cũng đã ngừng rơi rồi các bạn ơi. Wow, trời coi bộ là đã đẹp hơn một tí rồi đấy. Oh my god. Hey, mấy bạn ơi, thì y như đầu video mấy bạn đã thấy rồi đấy, cái vùng đất rồng của mình bây giờ các bạn, nó đã bị đóng băng hoàn toàn luôn rồi. Xung quanh đây chỉ còn lại là tuyết, quá trời tuyết luôn. Ồ, có con nhện nè. Ồ, có con nhện, có con nhện. Từ từ mình nạp đạn vô mình bắn chết nhện đã, con nhện nó cắn mình các bạn ơi. Lại đây mày. Mày hả mày? Chết đi. Dám nhờn với Phong Cận TV hả? Hai, trời ơi bạn ơi, cái khu vùng đất rồng của mình nè, bây giờ á nó đã bị đóng băng hoàn toàn rồi bạn ơi. Xung quanh đây toàn là tuyết không à, tuyết quá trời luôn bạn ạ. Và mình rất là hay bị lạnh luôn, người của mình rất là dễ bị lạnh. Mấy bạn biết sao không? Bởi vì á, con nhân vật ở trong Real Life Minecraft á, y hệt như đầu video bạn thấy á, là khi mà nó bị lạnh đó bạn, thì nó sẽ cực kỳ gọi là bị dễ bị mất máu và chết luôn. Thì mấy bạn xem đây, nếu như bây giờ mình sinh tồn ở trong một cái vùng đất gọi là chỉ toàn là băng với lại là gọi là tuyết như thế này á, thì làm sao mà chúng ta có thể sinh tồn được đây mấy bạn xem. Nước bây giờ cũng không có để uống luôn. Băng bây giờ gọi là nó đóng kín hết cái hồ luôn rồi, không còn một giọt nước nào để mình uống luôn bạn ơi. Mà mình đi xung quanh đây á, thì xung quanh đây á, nước chỗ nào cũng đóng băng hết, các bạn xem nè. Ôi, chỗ nào cũng bị đóng băng nước hết. Thậm chí gọi là khô cạn, không còn một giọt nước nào luôn. Ôi, có con trâu ở bên địa ngục kìa, để mình giết nó coi. Lại đây mày, con trâu kìa, lại đây. Mày hả mày, chết đi. Ok. Rồi mấy bạn ơi, các bạn xem nè, thấy không? Nước bị đóng băng hết rồi. Bây giờ á, mình nói thật các bạn á, là mình không thể nào mà mình có thể sinh tồn ở trên cái gọi là cái vùng đất rồng này tiếp tục nữa rồi mấy bạn biết sao không? Bởi vì ở đây quá là lạnh, nó rất là lạnh luôn. Và đặc biệt hơn nữa là nó còn gọi sao ta, nó còn không có gọi là điều kiện tốt cho chúng ta sinh tồn nữa, mày thấy không? Đó, mình lại tiếp tục bị mất máu rồi nè. Cứ hễ mà gọi là mình gọi là bị lạnh tí là mình sẽ bị mất máu, cực kỳ gọi là khổ luôn các bạn ơi. Đây, nước đóng băng hết rồi, bây giờ khát nước cũng không còn một giọt nước nào để uống. Tình trạng như thế này chúng ta không thể nào mà sinh tồn được nữa rồi mấy bạn ơi. Thậm chí á, là bây giờ mình lại ngay cái đống lửa mình sưởi ấm cho các bạn xem nè. Từ mình lại ngay cái đống lửa mình sưởi ấm coi. Ở đây nó có cái đống lửa để sưởi ấm nè. Đây đây, mình lại đây. Mình lại đây, mình đứng ở đây mình sưởi ấm luôn. Nhưng mà nó cũng không được các bạn ơi. Thấy không? Thậm chí là mình đứng kế bên đống lửa luôn này, thấy không? Mà mình chui đống lửa mình đứng luôn nè, thấy không? Mình vẫn không thể nào mà hết lạnh được anh em ơi. Mình vẫn bị lạnh, không thể nào mà hết lạnh được luôn. Cho nên là chúng ta không thể nào mà sinh tồn ở trong cái thế giới này được nữa rồi anh em ơi. Khổ ghê luôn á. Thôi mình phải về nhà để cho đỡ lạnh một tí các bạn ơi. Vào trong nhà cho chắc ăn. Ở trong nhà thì mình nghĩ rằng nó sẽ đỡ lạnh hơn bạn ạ. Chứ ra ngoài đường á thì sẽ rất là dễ bị lạnh luôn. Đó, bạn thấy không? Làm sao mà chúng ta có thể sinh tồn ở trong một cái thế giới mà lúc nào chúng ta cũng bị lạnh ơi là lạnh, mà chúng ta gọi là không thể nào mà gọi là sống qua nổi cái mùa đông như thế này. Thực sự á, có nhiều bạn sẽ hỏi mình là tại sao anh lại không chế tạo gọi là cái gì ta, một cái loại dụng cụ gì đó có thể giúp cho anh không bị lạnh. Thực sự nha, mình đã thử chế rồi nhưng mà hoàn toàn không sử dụng được. Mình nghĩ cái này chắc là một cái lỗi của gọi là mod Real Life Minecraft hay sao á. Tại vì phiên bản Real Life Minecraft này của mình là phiên bản rất là cũ rồi, cho nên là nó không sử dụng được. Mình khá là buồn. Cho nên là mình nghĩ rằng video hôm nay sẽ chính là video tập cuối cùng của series Vua Rồng anh em ơi. Mặc dù là series Vua Rồng này của mình á được rất là nhiều bạn yêu thích luôn, nhưng mà mình nghĩ rằng đã đến lúc mình phải dừng cái series này lại, bởi vì rằng là cái vùng đất của chúng ta không thể sinh tồn được nữa rồi. Và mình sẽ bắt đầu làm lại thêm một cái series mới cho anh em xem nha. Và cái series mới hiện tại mình đang làm chính là series gọi là Minecraft Naruto anh em ơi. Đó, nếu những bạn nào mà có xem trên kênh mình, chắc chắn mấy bạn sẽ biết mình có một cái series có tên là Minecraft Naruto.
Thì sắp tới mình sẽ gọi là tập trung làm cho cái series Minecraft này. Cho nên là series Minecraft Vua Rồng, mình nghĩ mình sẽ dừng video Vua Rồng tại đây. Những bạn nào mà yêu thích Vua Rồng á thì cho mình xin lỗi nha. Bởi vì bây giờ chúng ta không thể nào sinh tồn được nữa rồi. Nhưng bạn cứ yên tâm đi, mình vẫn sẽ gọi là làm tiếp tục Minecraft cho các bạn xem. Rồi xong, lại tiếp tục bị lạnh nữa rồi, chuẩn bị mất máu nữa rồi nha. Ok ok, mình phải gọi bỏ than vô đây, mình nấu cái gì đó lên để mình sưởi ấm đã. Có khoai tây nè, mình bỏ ở đây để bật cái bếp lò lên để mình sưởi ấm coi. Sưởi ấm, trời là trời. Ok ok, được rồi. Và hôm nay nè, mình sẽ gọi là đi dạo quanh một vòng cái vùng đất Vua Rồng của mình để mình ôm lại kỷ niệm các bạn ơi. Hiện tại á thì Vua Rồng của mình từ trước đến giờ á là mình đã gọi là bắt được tổng cộng là một con rồng nè, là mình bắt được một con rồng nước nè. Con rồng tiếp theo nữa chính là rồng lửa. Đây, rồng lửa chúng ta đây. Con rồng mà mình thích nhất nè. Đó. Rồi tiếp theo nữa chính là rồng tuyết các bạn ơi. Con rồng tuyết là con rồng trong tập trước chúng ta đã up ra nè. Đây, rồng tuyết đây. Và thêm một con rồng nữa, đó chính là rồng xương. Đó. Vậy chúng ta đã được gọi là tổng cộng là 4 con rồng đúng không? Trên đây còn con nào không? À quên, lúc trước mình còn có một con rồng Ender nữa, nhưng mà con rồng Ender đã đi lạc rồi các bạn ơi. Mà lý do vì sao mà nó đi lạc thì mấy bạn nhớ qua bên kênh của mình để xem video đó nha. Con rồng Ender nó đã đi lạc, cho nên là bây giờ mình chỉ còn gọi là 4 con rồng đó thôi. Và có một thứ nữa anh em ơi, đó chính là gọi là cô bé, gọi là cô bé này là nàng tiên tí hon nè anh em. Đây, đây chính là nàng tiên tí hon nè. Thì nàng tiên tí hon này đã bị mình bắt làm thú cưng. Đó, mình bắt nàng tiên tí hon này làm thú cưng cho mình, gọi là hình như là cũng gọi là ở cái tập bao nhiêu ta, hình như gọi là cách đây khoảng 1-2 tập gì đó mình đã bắt cái nàng tiên tí hon này. Và mình nghĩ rằng là sắp tới này mình sẽ dừng cái series này lại, thì mình nghĩ rằng mình sẽ thả nàng tiên này ra các bạn ơi. Nàng tiên này gọi là bị nhốt trong cái bình chắc cũng sẽ buồn lắm, cho nên là mình sẽ làm theo yêu cầu của một số bạn, chính là mình sẽ thả nàng tiên này về lại với thiên nhiên nha. Có nhiều bạn bảo mình là anh ơi bắt nàng tiên tội quá, anh thả nàng tiên ra đi, cho nên là mình sẽ thả nàng tiên ra nha anh em. Ok, đập ra nè. Rồi mình sẽ lượm ngay cái chai. Nhưng mà nàng tiên không thể nào mà ở trong nhà mình được, mình sẽ cho nàng tiên gọi là đi về với tự nhiên. Ok. Ok, đào xuống. Ok rồi, chút xuống đây. Đây, đây chính là cái ngôi gọi là cái ngôi làng của nàng tiên tí hon nè anh em. Đó. Đây, ok. Bây giờ mình đã vào trong ngôi làng của nàng tiên tí hon rồi. Mình nghĩ rằng là mình sẽ thả nàng tiên tí hon ở chỗ này đi. Rồi mai này nàng tiên tí hon sẽ tự gọi là sinh sản thêm nhiều nàng tiên khác nữa. Ok, đặt cái bình đây nè. Đây, nàng tiên tí hon của chúng ta đây. Nàng tiên mà mới ngày nào chúng ta còn bắt đem về nhà làm thú cưng nữa bạn. Bây giờ mình sẽ thả nàng tiên ra nha. Rồi ok, tạm biệt nàng tiên nha. Đi cẩn thận nha. Trời ơi là trời. Mình sẽ gọi là ngừng lại cái series này tại đây đây. Tạm biệt nàng tiên nha. Trời ơi, buồn quá. Nhưng mà biết sao bây giờ. Ok, về tới nhà rồi các bạn ơi. Hay, vậy là bây giờ mình đã đi thả nàng tiên về lại với thiên nhiên các bạn ơi. Nàng tiên của chúng ta đã được thả tự do rồi. Mình nghĩ rằng là nàng tiên bây giờ sẽ rất là vui luôn các bạn ơi. Ok, rồi. Tiếp theo nữa là mình cần phải gọi là làm thêm một thứ nữa, đó chính là mình sẽ thả những con rồng của mình về với thiên nhiên các bạn ơi. Đây, những con rồng của chúng ta. Bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ thả mấy em rồng của chúng ta về lại với tự nhiên nha. Mình sẽ thả em rồng lửa nè, rồng nước nè, rồi rồng tuyết, rồng xương về lại với thiên nhiên luôn. Những con rồng mà vốn dĩ gọi là bọn nó là động vật hoang dã, chúng ta không thể nào mà gọi là bắt bọn nó giữ mãi mãi cho chúng ta được. Khi mà chúng ta dừng series này lại, chúng ta cũng phải cần phải thả bọn nó đi các bạn ơi. Đó, thật sự mình nghĩ cái này là gọi là chỉ là game thôi, nhưng mà mình vẫn muốn gọi là mình sẽ có một cái video nào đó để kỷ niệm lại những cái kỷ niệm mà chúng ta đã từng gọi là chơi trong cái map này, cho nên là mình sẽ gọi là làm video này sẵn để thả mấy cái con mấy con rồng của mình đi luôn, để gọi là cho mấy con rồng của mình về với hang giả các bạn ạ. Đó. Ok. Rồi, mấy em rồng ơi, bây giờ anh sẽ thả mấy em về nha. Ok, đầu tiên là rồng lửa nè. Mình sẽ tháo yên ra nè. Rồng lửa hãy về lại với thiên nhiên đi nha. Ok, rồi tiếp theo đó là rồng băng. Tiếp theo nữa sẽ là rồng xương nè. Rồi, rồng nước nữa. Để mình qua tháo yên cho rồng nước luôn mày ơi. Mình sẽ tháo yên cho rồng nước nè. Rồi, à quên nữa bạn ơi. Còn một con rồng nữa mà mình chưa thả, đó chính là con rồng chúa. Bây giờ mình sẽ thả em rồng chúa ra luôn nha. Rồi ok, thả rồng chúa cho nó bay trở về với tự nhiên luôn bạn ơi. Rồng chúa thì nó rất là phá luôn, cho nên là mình phải đem nó ra xa xa, không thôi nó bay nó tung một cái là banh căng cái ngôi nhà của mình luôn á. Ok, mình sẽ thả rồng chúa nè. Đây, bé rồng chúa của chúng ta siêu to khổng lồ. Bây giờ sẽ cho bé ấy đứng dậy. Đứng dậy đi con. Rồi ok, muốn đi đâu thì đi đi. Tạm biệt con nha. Đi mạnh giỏi nha.
Rồng chúa đã bay đi rồi các bạn ơi. Ui, mấy bạn nhìn kìa. Wow, rồng chúa đẹp quá các bạn ơi. Ôi, nó bay lên trời kìa. À, tạm biệt rồng chúa nha. Tạm biệt rồng chúa nha, đi mạnh giỏi nha. À, trời ơi, nó bay mất tiêu luôn các bạn ơi. Mới nhìn có xíu thôi mà nó bay đi mất tiêu rồi. Đúng là con rồng khổng lồ này bay nhanh thiệt chứ. Thì ok, mình nghĩ rằng á là cái video hôm nay mình chỉ làm một cái gọi là sao ta, một cái video kỷ niệm để mình thả những cái con rồng của mình bay trở về với thiên nhiên thôi anh em ơi. Rồng xương, rồng gió, rồng nước, thậm chí là rồng chúa mình cũng đã thả bọn nó bay trở về với thiên nhiên rồi. À, sao mấy con rồng này nó không bay đi, nó cứ ở bên cạnh mình gọi ta. Tụi mày hãy đi đi, trời ơi, đừng đi theo anh nữa, anh sẽ dừng series tại đây, tụi mày theo anh làm gì. Và nếu như mà anh em gọi là muốn mình tiếp tục làm thêm những series Minecraft cho các bạn xem nữa thì các bạn đừng quên là hãy vào bên kênh mình để gọi là đón xem cái series mới của mình, chính là series Minecraft Naruto nha anh em. Bởi vì sắp tới mình sẽ tập trung thật là nhiều và mình sẽ làm gọi là nhiều hơn ở cái series Minecraft Naruto. Còn cái series Minecraft Vua Rồng này á thì mình đã gọi là quá bí ý tưởng rồi. Với lại một phần nữa là điều kiện sinh tồn không cho chúng ta sinh tồn, cho nên mình nghĩ mình sẽ dừng nó tại đây thôi. Và anh em nào mà thích series Vua Rồng á thì cho mình xin lỗi nha, bởi vì mình phải dừng nó tại đây rồi. Mặc dù mình biết rằng á là anh em có rất là nhiều bạn thích series Vua Rồng này, nhưng mà thôi, anh em đừng bao giờ gọi là cứ xem mỗi một cái Vua Rồng không. Mấy bạn phải ủng hộ mình thêm nhiều những series mới nữa chứ, đúng không? Cho nên là các bạn nhớ ủng hộ series Minecraft Naruto nha. Mình sẽ gọi là tập trung làm cái series đó nhiều hơn đó. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã dài rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Mình đã gần đạt được 1 triệu subscribe đó. Anh em nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha. Ôi, tuyết rơi rồi anh em ơi. Thấy không? Ngay mà lúc mà mình buồn ơi là buồn thì tuyết cũng rơi luôn. Nó làm cho mình lạnh hơn chứ chẳng được gì hết á. Ok. Và bây giờ mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video của những series Minecraft mới lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em phải rồi. Tạm biệt.